muối to hay là tái to? Muối to. Muối to. Trời ơi. Rồi vậy đó. Trái to thì lấy trái to thôi, đúng không? Dạ. Muối bự. Nhưng mà nhiều muối không? Nhiều. Cái này nhiều muối gì mà mi? Thử rồi đây. Thử. Lấy giá sầu riêng như thế nào giống em? Dạ, vẫn vậy anh ơi. Thằng nhất thì 101, nhì 100, ba 80 anh ơi. Dạ. Dạ. Ngày 50 thì tụi em không có bao. Tụi em mà tán nó vào chụp vào ăn sầu riêng cả đời. Đúng rồi. Nếu tán nó vào chụp thì bà bao ăn sầu riêng cả đời. Thôi, ông chồng mới đứng trong kia nè. Ông đứng trong kia nè. Anh thấy tức cười. Và nhỏ nhỏ là bao nhiêu tiền đấy? Dạ. Ý là bao nhiêu tiền đấy? Rồi cân là bao nhiêu tiền đấy? 209 ngàn. Tấp nập mua sầu riêng Dũng cao thủ cũng như là cao thủ Thu Lam. Hôm nay trừ nón chiếc nón lá miền Tây. Cái này nhiều cái. Cái này nhiều. Căng lại 203 nè. 458 ngàn. Sầu riêng khổng lồ. Sầu riêng khổng lồ. Dũng đang khui trái sầu riêng khổng lồ. Ôi ôi. Đó, đứng đứng này anh chụp tái cho đẹp chúng. Dạ. Nè cầm nữa. Ồ trời ơi. Bỏ sầu riêng. Từ từ nóng luôn. Rồi nè, một hai. Rồi. Món này nhỏ chắc phải mua tí. Món này nhỏ. Đẹp quá trời luôn. 167 ngàn anh ơi. Gì nữa? Cả mua to, muốn to mà muốn vào chủ mà đang vào chủ đâu. Chắc ông ấy điện tay con dao, ông sọc sổ riêng, ông xiên cho phát rốn thì thôi rồi luôn. Muối này mà không to nữa là còn muối nào to nữa. Rồi. Muối sầu riêng rất là khổng lồ luôn á. Dạ. Thêm cho một quả vừa vừa đi, nhỏ nhỏ đi, đẹp ơi. Đâu, phải lấy muối to nữa mới được. Phải lấy muối to đây à. Ờ, đang ăn muối to mà mình chuyển xuống muối nhỏ là sao được. Chỉ là lấy một quả vừa vừa thôi. Không nhiều quá. Thấu, thấu hả? Có ngon không? Lấy cho một quả vừa đi. Cho trong lửa đi. 200 ngàn không ơi. Thử không cô? Hả? Thử không ạ? À? Cái này quả là trong nhỏ nhỏ là còn ngon này. Sài Gòn buổi sáng. Rồi nè đâu rồi, bỏ anh nữa hả? Trời, đi ấy rồi. Thôi à, lấy thiêu hả? Lấy thiêu, lấy thiêu. Quả này bao nhiêu tiền đó? 203, 200. Hai trăm mười với 458, 768. 210, 460 là 607. Đấy ra cái đấy đi. 203, 203. Ra cái quả đi. Tăng bột nhiêu rồi em? Chị ơi. Chị
cho cái muối vào đây, cho luôn cái muối nhỏ kia vào đây nữa. Cho nó một mình nó hộp nó ăn nó phù với mỏ đây. cái này nãy mới ba mua số nữa đúng không? Mới trúng số đúng không? Rồi, mới trúng số rồi. Ổng là ngày mới, ổng là ngày nào cũng thấy mua số đó. Mới mua trúng số đâu. Cái này bé là trúng số rồi đâu. Hàng gì mới trúng số. À, ngày nào cũng mua. Sao luôn. Rồi rồi rồi. Thôi mày bỏ đi. Quá rẻ, 30.000 bốn muối. Còn 500 à? Còn 500 à? Hết rồi. Trời ơi, anh trữ giấy số luôn mà. Số chưa có. Số chưa có. Chưa có. Đùa gì nữa, 700 đùa gì nữa. Chưa có còn mà. Sao riêng em? Bỏ trong em à? Sao riêng này Dũng ơi? Nhìn cô chú nhìn Sài Gòn tấp nập không? Rất là tấp nập luôn. Đó, chú qua mua sầu riêng. Bà chủ bữa nay lượm cái nón lá đâu vậy? Cái nón lá đâu vậy? Lượm nón lá đâu lên cui sầu riêng. Bà chủ đang lựa sầu riêng. Sầu riêng bữa nay về rất là nhiều luôn. Không biết bao giờ sầu riêng chuyển về 80.000 đây. Bây giờ vẫn có sầu riêng 80.000 nha. Dạ. Nhưng mà cũng không được lại hàng nhất như xưa. Rồi, không được như là hàng nhất như xưa. Cho anh trái y như vậy luôn. Ừ.
200.000, 199.054 đồng. Chưa tới sầu riêng nhanh gọn nhẹ, đẹp quá. Hành khách đang gấp đang gấp giọt xuống xe cái là lượm một trái liền. Người Sài Gòn đổ xô đen sầu riêng tại Hiếu sầu riêng. Rồi muối sầu riêng vàng ươm luôn, vàng như muối mít chứ. Như muối mít luôn á. Như trái chuối. Vàng như trái chuối à? Đúng rồi. Trời ơi, mắc tình quá trời. 50.000 một miếng. 50.000 một miếng anh. Anh trai nói là sầu riêng 50.000 một miếng. 50.000 một hộp. Một hộp nó tới 3 miếng rồi. Em nói bao nhiêu anh? Đó, người Sài Gòn đang đổ xô đi ăn sầu riêng. Sắp hết cái lứa sầu riêng miền Tây rồi nha cô chú. Cảm ơn chuẩn bị chuyển qua sầu riêng miền Đông. Năm nay thì bên Trung Quốc á, người ta nhập sầu riêng quá là nhiều, nên là cái giá sầu riêng tại Việt Nam mình nó vẫn còn hơi cao, không giống như mọi năm. Như mọi năm là giờ này á, là trong tháng 5, cuối tháng 5 á, là giá 80k. Dạ, rồi 80k là nhất á, tại các vựa như Hiếu sầu riêng cũng như là vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa đó. Trời luôn, riêng rất là chất lượng. Trời ơi, thấy ngon. Dũng cao thủ khui sầu riêng mà Thu Lam giật hồn. Rất là nhiều sầu riêng luôn cô chú chị và các bạn. Ngoài sầu riêng ra thì bạn bán còn bán máng cục. Máng cục chợ lấp Cái Mương. Giá 60k. Bao ăn. Sài Gòn dạo này là vào mùa mưa rồi, nên là đặc biệt là mưa đó cô chú anh chị và các bạn, nên là đi đường cũng rất là khó khăn. Mưa gió là mày, đặc biệt là buôn bán, bà con buôn bán vỉa hè rồi đó, rất là vất vả. Sài Gòn vào mùa buồn. Nghe Dũng nói không, buồn cho những người ở một mình. Lý do tại sao mà buồn cho những người ở một mình? Dạ, những người cô đơn, cái mưa nó xuống nó buồn. Những người cô đơn mưa xuống là buồn hả? Buồn hiểu, buồn hiểu. Bắt đầu là Thu Lam lựa những trái sầu riêng chín rồi.
hôm nào theo kịch sàn coi. Ngày theo kịch sàn tri ân khách hàng coi. À, lựa những trái sầu riêng trong cái đống này ra này để bán. Đang bị cháy hàng hả? Dạ, bữa nay là không đủ bán rồi. Bà con cô bác coi tranh thủ ăn sớm sớm rồi hồi hết đó. Không là hết sầu riêng đó phải không? Dũng về mà có người khen đẹp trai bây. Hả? Dũng về mà có người khen đẹp trai là sao? Mấy anh kia nó khen đẹp trai chứ. Chi á. Đó. Ở ngoài thấy cũng đâu đến nỗi nào đâu mà lên hình nhìn thấy mắt chán quá à. Dễ hả? Do chắc phải kêu anh Long đầu tư. Đầu tư hình ảnh đúng không? Đúng